Xin chào tất cả anh em xem video nhé. Hôm nay mình đi làm bờ hồ các bạn. Bờ hồ đã bỏ hoang lâu rồi. Đi dò giống như người mù nha các bạn. Vì giờ đây mùa mưa nước ngập lên cái bờ này rất là cao ha. Cái bờ này trước đây người ta để chừa lại khoảng tầm 3 mét. Bắt đầu mình nhìn thấy nước thì rất là sợ nha, sợ nó là bị lún hay bị sình ha. Mùa mưa này mà đi xuống mà gặp sình nó bị lầy máy nữa thì thật là vất vả. Cái hồ này bên cạnh rất là sâu ha, ở trong rau sậy thì nó rất là sâu. Nhưng mà chủ nhà thì muốn có được cái bờ hồ đẹp, muốn có được cái view đẹp nên là đã gọi mình đi làm nha. Mình cũng chưa biết là cái hồ này người ta múc như thế nào nữa. Đó, rất là sâu ha. Cắm cầu một cái mà nó khoảng tầm 3 mét nước. Được cái là người ta chừa lại cái bờ này khoảng tầm 3 mét. Vậy là máy mình đi 2 mét nhưng vẫn còn được khoảng tầm 1 mét, gần mét an toàn ha. Tuy nhiên mình vẫn phải lấy cái gầu về dò nhá. Dò từng bước một xem cái bờ nó ở đâu. Và xem cái đất mà mình sắp đi lên nó có bị bùn non hay không. Thật sự nếu mà không có cái tấm sắt này thì mình không bao giờ dám bước xuống những cái bờ, những cái sình lầy như thế này ha. Bởi vì nếu mà bánh xích mà trực tiếp đi xuống là nó sẽ bị hít xuống. Và càng chạy thì nó càng bới và nó bị dính lầy ha. Mà dính lầy ở đây thì thực sự là không còn cách gì mà cứu nổi. Bởi vì cái hồ này rất là rộng. Bây giờ mình chỉ đi là một mé một bên thôi. Nếu như mà chẳng may á, mà mình bị lún ở ngay cái hồ này mà mình cần phải rút nước đi á, thì có lẽ chắc không rút nổi ha. Bởi vì cái hồ này nó rộng đến khoảng tầm 2 sào đất. Bây giờ mình đang mò nó rất là sâu nha. Mình cắm một cái mà nó lút dưới luôn. Vừa đi vừa dò giống như người mù. Mình sẽ vớ tất cả những vơ cái cỏ lên ha, để nó đệm cái chân nó cao lên. Để mình đi nó an toàn hơn. Với lại nó để cái tấm sắt mình không trực tiếp là bám xuống bùn ha. Thì khi bám xuống bùn có thể là nó sẽ bị lún nha. Được cái cỏ này rất là làm đệm rất là tốt. Đây mình đi mình vẫn phải cắm. Đi đến đâu là cắm đầu thử ha. Đất cứng hay đất mềm ha. Mình sẽ bò từ trong mình bò ra ngoài ha, bò đi cái bờ này đi đến khi nào mà không đi nổi nữa thì mình sẽ làm từ cái khoảng đó để rút trở về. Mùa mưa này làm phải thật cẩn thận nha, cái lợp cá. Chỉ cần sơ sẩy thôi, làm sình thì chỉ cần sơ sẩy mà bị dính bùn, máy bị lầy thì cực là rất là khổ ha. Anh em nào chưa lấy dính thì mình chưa biết. Còn mình đã từng bị dính rồi. Dính lầy ở ngay giữa lòng suối. Cũng gần ngay khu vực này luôn. Mình cũng từ đó thì mình cũng rút được kinh nghiệm. Thà mình không làm ha, chứ đừng có cố gắng bị mất rất là nhiều thời gian. Giờ đó để lấy cái máy lên được thì mất đến 2 ngày nhé. Máy nhỏ thôi mà mất phải 2 ngày mới lấy lên được. Bởi vì nó phải tự cứu bản thân nó chứ không có ai có thể vào cứu được. Bị ngập nửa cái máy tới cabin nhé, tới cái chỗ ngồi luôn.
cũng may là cái chỗ ngập đó là nó cũng không có ngập được ống bô, ống bô vẫn còn hở lên được khoảng vài phân là máy mình vẫn nổ được, cho nên là thật là cẩn thận. Mùa khô á, thì mình chê cái hồ này à còn có nước bị bặm ở dưới không làm được, nhưng mà gặp mùa mưa này thì không có gì để chê các bạn ạ, chỉ sợ không ai gọi đi làm thôi. Gọi là ăn khế chua mà khen ngọt đấy. Mùa mưa này mà không có việc làm thì đồng nghĩa với lại treo mỏ ha. Tới khoảng cái mặt này thì nó còn cái bờ còn quá hẹp nên không thể qua được nữa, nó khoảng còn lại hơn 1 mét thôi, nên mình sẽ quyết định lấy từ khu này và lui ra ngoài nha. Vét tất cả mình có thể làm được thì mình sẽ vét những cái bùn ở dưới lòng hồ mình vét lên và đắp để cho cái bờ này nó cao lên ha. Cố gắng đi ra thêm một tấm nữa, mình lấy cái cỏ mình tấp lên, nhưng mà luôn luôn đặt lên sự an toàn là hàng đầu nhé. Để tới bờ này mình sẽ lấy từ khúc này trở ra ha, và mình sẽ có video sau để mình quay tiếp. Video đến đây cũng đã khá là dài rồi.